khổng lồ đây này. Khổng lồ nọ quay này. Đấy, thấy chưa? Lớn lắm, đây này. Này, vài này. Thấy chưa? Cái quả bầu này nó dài ghê chưa? Này nó lớn lên nữa. Không, nó vẫn dài vậy, hơn hết lớn rồi. Dẫn các bạn đi ra ngoài vườn của tôi, coi thử xem ngoài vườn tôi có những cái cây gì nha các bạn. Đây là cây gì các bạn biết không? Đây là cây rau thơm đấy, cây rau mint đó, và húng lũi nhiều lắm các bạn. Ngoài vườn mặc quá trời này. Đây là cái bụi cây cải xanh nha các bạn, nhưng mà mình ăn hết cái cây. Nếu các bạn thích channel và thích xem những video như thế này, mong các bạn nhấn nút like. Cây tươi rồi, nên bây giờ nó chỉ còn lại là cái cây khô này này. Đấy các bạn thấy nhiều hạt lắm này. Này bên trong này là cái hạt cải xanh này, tôi bẻ ăn cái lên cho các bạn coi này. Đấy bên trong này hạt nhiều dễ sợ không, thấy không? Đấy một cái đốm nhỏ, một cái bầu nhỏ xíu như thế này thôi là đầy hạt này, mà cả nguyên một cái bụi này bự như thế này các bạn. Ở dưới này vẫn còn này, vẫn còn nhưng mà nó già rồi các bạn ơi. Đấy, rồi có những cây rau dền nó mọc xen kẽ này này. Đấy, rồi vẫn còn cây rau cải này. Bên này đây là hẹ của tôi rồi các bạn, quá trời hẹ luôn, nhiều lắm. Đây dưới này, ở dưới những cái dây bầu này là nguyên một cái đám này là hẹ hết các bạn. Còn đây là cái dây bầu này, các bạn nhìn cái dây bầu nhà tôi nó ra bầu mà thấy ham luôn này các bạn này. Này tôi chỉ cho các bạn một cái quả bầu này. Đây, quả bầu mà nó dài chắc hơn nửa thước các bạn. Thấy chưa? Này, coi mấy bao nhiêu gang nhé. 1 2 3 4 5 gang rưỡi các bạn. Đấy chưa kể cái phần lòng vòng này của nó nữa này. Là 5 gang rưỡi rồi các bạn. U, nhiều lắm, coi như là gần mét cái quả bầu này rồi này. Rồi quả bầu này là quả bầu thứ nhì này, còn quả bầu thứ nhất nó lớn lắm các bạn, tôi cắt vào ăn rồi. Quả bầu thứ nhì này đang tính để giống này, nó to dễ sợ không này. Đấy, hai cái bốc tay ôm này. Bự lắm. Mà nó ra nhiều lắm các bạn ơi. Này, tôi chỉ cho các bạn. Đây. Thêm một cái dây bầu nữa này, nhưng cái dây bầu này nó ở cái góc đằng kia kìa. Tôi đánh nó ra đây nên nó bị chột đó. Bây giờ cái dây bầu nó cứ vàng vàng vọt như này này. Đó, nó không có được tốt. Cái dây bầu này nó xanh biếc này. Người ta chỉ cho các bạn này, nguyên một cái chùm bầu này. Đấy, có một cái dây này thôi mà các bạn thấy bao nhiêu quả trái không? Này, 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 trái bầu các bạn này. Dưới này còn một quá trời luôn, chưa kể nữa này. Nhiều lắm. Một cái dây bầu này mà cắt vô cũng ăn nhiều lắm rồi, mà bây giờ vẫn còn tiếp tục ra đến 30-40 trái nữa, mà chỉ có một cái dây nhỏ xíu thôi các bạn. Đây là một dây thôi hả? Chứ không phải là nhiều dây hả? Có một dây thôi, còn cái dây này thì nó giống như nó muốn chết rồi này. Dây này nó bị nó vàng hết rồi, nó giống như gần chết rồi. Còn cái một này là một dây. Một dây đấy. Còn phía bên trong này là dưa leo của tôi các bạn này. Dưa leo này nó tua tủa nó đâm lên. Trái cũng cắt được 4-5 trái vào ăn. Năm nay dưa leo không có nhiều các bạn, nó mất mùa nhiều, nó mất mùa lắm. Mọi năm mà đến cái tháng này rồi thì dưa leo tôi hái vào như cả cái rổ lớn đầy. Cả mấy mấy dài, cái là dài không? Dài to lắm. Dài ít một tay. Cái dưa leo ít nhất cũng có quả nữa, mà dưa leo mà loại Korean đó các bạn, nó phải dài khoảng 2 găng tay. Còn cái dưa leo Nhật đó, nó dài khoảng 1 găng tay á. Đây năm nay cái giống này không phải Korean, giống của Nhật á, cho nên cái quả của nó chỉ độ hơn nửa găng tay tí thôi các bạn. Mà gai nhiều lắm. Gai nhiều lắm. Tôi mang vào hết rồi cho nên không có quay được mấy cái quả lớn cho quý vị coi, nhưng mà cái dàn bầu này này, cái bầu năm nay á, nó chiếm diện tích không nhiều quá, nó lấn mấy cái dưa leo. Cho nên mấy cái dưa leo nó bị chột, nó không có ra được nhiều trái. Hơn nữa dưa leo năm nay cũng mất mùa các bạn. Nghe cho các bạn coi cái thùng trồng khoai tây của tôi này. Đây là khoai tây đấy. Nếu khoai tây đấy. Được 2 tháng mấy rồi ha. 3 tháng là ăn được cái này, 2 tháng mấy thôi. Mới chưa 2 tháng mấy, tháng mấy à? Vậy cái hả? Đợt 2 tháng mấy 3 tháng trước mình ăn hết rồi. Giờ cái đợt này mẹ mới trồng. Trồng có hơn độ hơn tháng, phải khoảng 2 tháng nữa mới ăn được. Khi nào mà cái lá nó tàn hết, nó vàng hết rồi mình nhổ lên, nó có củ dưới. Thế còn cái đây là trong này là cái vườn rau dền của tôi này. Đấy, rau dền này. Dền quá trời luôn, mà cứ cắt liền cắt đi một cái nó lại mọc đầy hết các bạn. Ăn cả mấy tháng nay không hết đâu dền. Nhiều lắm.
đèn xăng. Giờ cho các bạn quay rau giúp cá của tôi nha. Đây, mời các bạn đi ra chỗ khu vực này tìm chỉ rau giúp cá. Đây, đi qua cái chỗ này tôi chỉ các bạn mấy cây su hào của tôi này. Đi ăn hết rồi. Mấy cây su hào này. Nó nhỏ xíu mà nó trồng lâu lắm rồi nhưng mà nó chưa có cái củ dưới bởi vì nó bị con sên hay là con chim á nó ăn hết này. Có ba ba cây, bốn cây trồng nhiều lắm mà nó ăn hết thì giờ còn sống có ba cây. Ba cây thấy tàn tạ. Không được thì chắc không ăn nổi su hào rồi. Cái này còn đây được cây khoai sọ này. Hai cây khoai sọ. Khoai sọ lên này. Đây này hai cây khoai sọ đấy. Trong trong này cũng vẫn còn mấy bụi hẹ mới cắt vào ăn. Bây giờ còn chơi những cái gốc gốc hẹ thôi. Đấy. Thơm quá đâu, thơm thơm quá. Thơm lắm, thơm ngát. Rồi đó, bây giờ cho các bạn coi cái luống rau giúp cá của tôi này. Nhiều chưa? Bạt ngàn nó chạy từ đâu này đến đâu khác. Cái rau này lạ là mẹ để ngoài nắng thì nó màu tím nha. Nắng thì nó màu tím mà trong cái bóng râm thì nó màu xanh. Nhiều quá là nhiều, chả có bón pha bón phân gì hết á, nó cứ cứ là tự động nó lên các bạn. Không bón phân mà cũng chẳng tưới nước luôn. Không bón phân tưới nước luôn mà nó cứ tốt ngập lên. Tại cái tiểu bang này nó mưa nhiều lắm. Mọc nhiều lắm, mọc quá trời cái đất là mọc luôn đó các bạn. Thì ra đến này tôi chỉ cho các bạn coi, các bạn coi tía tô của tôi, nó tía tô đó. Nhiều quá, cho nhiều quá, mọi người coi chứ. Đấy, đi nguyên cái dãy này chắc phải 4 5 chắc có lẽ khoảng 7 8 thước, 7 8 mét chiều dài ấy, toàn là rau giúp cá không. Nhiều quá mà đã nhổ đi nhổ mang đi cho nhiều lắm rồi. Cho cả hàng thúng rồi. Nhưng mà nó vẫn nhiều như vậy các bạn. Nghe tôi chỉ các bạn tía tô của tôi này. Đây có. Chậu nó trồng khoai tây này các bạn. Khoai tây. Khoai tây cũng trồng hơn tháng. Khoai tây này mới trồng sau cái khoai tây kia. Khoai tây. Ở đây tía tô này các bạn. Tía tô nhiều quá ăn không hết. Trồng khắp nơi tía tô. Sao nó nhìn giống cái rau thơm như vậy? Ừ, ra đến cái vườn cái là nó ngửi cái mùi tía tô nó thơm ngát. Rồi ngửi thấy mùi rau húng rũi, húng lũi đó. Rau min thế đó. Đấy mà rồi rau nhiều loại lắm. Đây là chỉ các bạn rau răm của tôi nhé. Đây là tía tô với lại khoai tây này, còn phía này này. Ừ. Đây hả? Đây đây. Đấy. Đây này này. Đây này ba cái bụi húng quế này các bạn. Đấy, húng quế hôm qua tôi vừa mới đánh ra ba cái bụi này. Đó. Tôi rào với cái cây này xung quanh á để cho chim á nó khỏi có mổ được. Để chim nó xuống nó thấy mấy cái lá mà nó thơm thơm mà non non hay mổ lắm. Nó mổ hết à. Rồi mấy con sen đấy, mấy con ốc sen nó vào nó ăn hết cho nên là rào vào như này với lại thải những cái thứ thức ăn mà ốc sen nó ăn vào nó bị chết á. Nên là mình không có giết được nó thường xuyên nên mình phải bỏ những cái thuốc này này. Đây ở dưới này đấy, ốc sen nó vào nó muốn ăn là nó ăn vào cái thuốc này là nó sẽ chết này. Còn đây trên này thì là tránh cái con chim với con sâu nó vào nó ăn. Đây là cái bụi rau răm của tôi này. Mới cắt vào nhiều lắm, mới cắt vào một cái bó rau răm lớn nó ăn hết rồi, bây giờ nó còn lại cái này này các bạn. Đấy, rau răm đây cũng rau răm luôn. Trong này cũng vẫn còn mấy bụi tía tô này. Chưa có hết. Cho các bạn coi mấy cái bông hoa mà tôi rất là thích, cái hoa thịt dược đấy các bạn. Nên lấy gì vậy? Nên này hoa huệ màu vàng á. Mà giờ hết mùa rồi con. Hết mùa rồi cho nên là nó không còn. Đây là mấy bụi hoa hồng nở ra được. Nó nở một đợt nhiều lắm rồi. Mà hôm nay thì nó đã tàn hết rồi. Cho nên là lại mấy cái nụ đang sắp sửa nở ra đấy, hai cái nụ kia nở dưới này, nó nở ra cả một cái bụi như này cả mấy chục bông hoa luôn, và nó vừa mới tàn xong mới cắt đi đâm chồi để lọc ra khác, bây giờ nó lại ra được, nó nở ra được 3-4 cái nụ dễ thương ha. Hoa hồng mới nở búp búp đẹp quá ha. Đây cái búp hồng nữa này, đẹp quá, dễ thương quá. Còn đây là cái hoa hồng màu đỏ đậm á, còn hoa hồng này là hoa hồng màu lavender này các bạn. Lavender tức là cái màu nó tím hồng á, tím hồng lật lật á, nó cũng ra cái đợt trước nhiều lắm, tôi cắt đi giờ ra còn lại 3 bông, thơm lắm. Ngồi bên cạnh nó thôi nó tỏa ra hương thơm ngát.
đây cũng cái bụi hoa hồng này, cũng hoa hồng đỏ đậm này, và cũng vừa mới tàn xong. Tàn rồi, tàn hết rồi. Đây mùa cái bụi hoa hồng này là bụi hồng màu lavender luôn, cái màu hồng tím giống như vừa rồi á, cũng được mấy bông, bây giờ tàn hết rồi. Đây là cái aloe vera của nhà đấy, được một chậu aloe vera đang mọc cái thêm này các bạn. Đây này, dưới này này. Nó mới nhô thêm ra được mà được mấy cái búp nữa nè. Đấy. Hai ba cái búp nữa nè. Đây hai cái, ha. Đây cái này là ba cái. Đấy. Để nó mọc nhanh quá. Nó mọc nhanh lắm. Đấy. À, cái cây này thì nó không có hảo nước nên là mình phải để trong khô, cho nó mình để trong cái nơi mà mưa nhiều á là nó hư hết. Thêm mới gây thêm được mấy bụi hoa hồng nữa này. Đấy, hai ba chậu. Cho các bạn coi hoa thạch thảo với lại hoa mười giờ, hoa dược của tôi này. Đây hoa này, hoa mười giờ mọc đầy hết ven đường các bạn. Cứ vào buổi sáng sớm đó là 4-5 cái bồn hoa mười giờ nó nở ra, nó đỏ rực hết cái phía trước cửa nhà, đẹp lắm các bạn. Đấy, hoa mười giờ. Còn đây là hoa thạch thảo này, hoa thạch thảo này là hoa thạch thảo màu tím xanh nhị vàng. Đấy, đẹp ghê không, dễ thương lắm. Còn tôi có một bụi hoa thạch thảo màu hồng nữa, đẹp lắm. Đây là những cái hoa dahlia này, hoa thực dược này các bạn, hoa thực dược á, to vì nó hoa bự to, nó bị màu hồng tím, tím màu hồng cánh sen, héo hết rồi, màu hồng cánh sen, cái bông này còn mới nở này, còn tươi nguyên này, bên cạnh thì cái bông héo lắm, chắc đây còn bông này mới nở tươi đẹp phải không? Đây hoa hồng màu hồng phấn này, đấy cái đó là hoa hồng cánh sen này, đây hồng phấn này là hoa hồng màu hồng phấn. Đây các bạn thấy bụi hoa thực dược màu hồng cao này các bạn. Đứng xa xa rồi, xa quay thấy một cái bụi này là đẹp lắm. Bụi nhiều bông, xa thì chỉ thấy mấy bông thôi. Nhiều lắm, màu cái này là màu thực dược màu hồng đào mới nở đẹp nhá. Hồng đào đỏ, thực dược màu đỏ này. Có nhiều màu lắm. Hồng đào này là hồng cánh sen này, màu đỏ, màu tím đó này, tím đậm này. Đó, dễ thương không? Nhờ sang sau tôi cho các bạn coi hoa thực dược màu vàng nữa, vàng tươi á, đẹp lắm. Đây cái hoa này, hoa peony này. Hoa peony thì tiếng Việt Nam gọi là gì tôi cũng không biết luôn, là tiếng Anh ấy gọi là hoa peony, hoa đẹp giống như hoa màu hồng vậy, giống như hoa hồng. Này honeysuckle, hoa honeysuckle giống như hoa thanh lý của Việt Nam các bạn. Bây giờ nó đang đây này, cái dây này nó đang leo lên này. Hoa thì giống như honeysuckle. Còn đây là hoa cúc trắng này, trắng vừa lá xanh. Còn đây vô tay ăn hết rồi. Vô tay thì ăn hết. Ăn sạch rồi đó. Nó còn tốt lắm mà. Đây hoa thực dược màu vàng anh nè các bạn, dễ thương không? Đấy, này, to lắm này. Thấy chưa? Như cái đĩa lớn vậy, đẹp ghê không? Ừ. Màu vàng anh đấy, này. Đâu sẽ gãy một cái rồi. Gió nó thổi gãy này, đẹp quá mà gãy một cái uổng không? Mới gãy thôi chứ. Vẫn còn tươi mà. Sáng nó chưa có gãy, vẫn còn tươi nguyên này. Đẹp quá. Được rồi, tẩy mang về không vứt đi thôi. Đẹp quá. Rồi nó gãy mất rồi. Chắc cắt nó đi, lát nó lấy cắt nó đi rồi mang vào chưng thôi. Đây còn hai nó nhỏ nó bị gãy. Nhỏ nó cứ gãy. Gãy. Thôi cảm ơn các bạn đã theo dõi Kaden Channel nhé. Khu vườn nhỏ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nhé. Khi nào mà bầu của tôi nó lớn lên, nó đầy vườn đó, thì tôi sẽ quay cho các bạn coi nha. Bây giờ chúng tôi đi làm cái dàn cho bầu nó leo lên đó các bạn. Ok, tôi bye. Sẽ quay lại cho các bạn coi cái chúng tôi làm dàn như thế nào nha. Ok, bye các bạn. Bye các bạn. Ok, hôm nay chúng ta đi cắt bầu. Rồi. Cả bầu lớn này. Đấy. Nhân bầu của nhà tôi nè các bạn. Đấy, nhìn thấy quả bầu nó xong chúng to không? Đấy, quả bầu dài lắm. Cả bầu nọ quay cho các bạn coi á, thì là lớn lắm rồi. Hôm nay nó lớn thêm nữa. Hay có thêm quả đang lớn rồi. Bây giờ quả này mà cắt vào là quả này chỉ vài ngày nữa là nó lớn, nó dài. Ừ. Ô, cái quả này cũng dài quá rồi, nhiều quả lớn lắm rồi. Rất nhiều quả rồi nè. Rất là nhiều. Thế mà nó là cuối mùa rồi, tiếc quá. Năm sau phải trồng sớm hơn. Ừ, đây này. Đây quả lớn quá này, hai ba quả đang lớn lắm rồi này, trong này này. Thôi cái quả này mẹ sẽ cắt mẹ vứt đi này, đây quả này cắt vứt đi này, thấy nó vàng rồi nè, thấy không? Nên từ hôm nọ hôm nay cắt vứt đi phải mấy chục quả như thế này rồi,
tại vì nó quắt đi có cái dàn nó bé xíu quả rồi mà nhiều quả quá. Video mới vừa thu hoạch xong nên giờ không còn quả nào cả. Khoảng trong kia một quả nhãn xíu. À còn quả nhãn xíu xuống đây đây. Đây cái bên này nè. Nghe chỗ bầu á, có dưa leo đang... À đúng rồi, đang lên một quả dưa leo bé xíu xíu đây này. Đó, bao nhiêu là bầu hết. Cái con cái dàn này chả đã không còn một quả bầu nữa hả? Ừ, cái dàn dưa leo này, cái hoa vàng dữ ha. Giờ hoa quá, vậy mới giờ sắp đang sắp mùa thu rồi. Mùa thu rồi thì cái nắng hanh á, nó không có nắng nóng á. Thì dưa leo nó khó ra lắm, phải có nắng nóng dưa leo nó mới ra nhiều. Toàn mùa mưa không à. Giờ mưa, mấy bữa nay mưa nhiều quá. Đây cái quả bầu khổng lồ đây này. Khổng lồ nọ quay này. Đấy, thấy chưa? Lớn lắm. Đây này. Này vài cái này. Thấy chưa? Thấy cái quả bầu này. Nó dài ghê chưa? Này nó lớn lên nữa à. Không, nó vẫn dài vậy hơn hết lớn. Bây giờ nó chỉ có già đi. To, nó to ra. To ra xong rồi mình để cho nó khô. Úi trời, cái gì vậy con? Nó okay. Khô ra xong rồi. Bây giờ mình cắt bầu và ăn đi. Bầu mà nó như thế này nè. Và là vừa ăn rồi đó. Rồi. Đó. Giờ cắt vô quả bầu nha. Quả bầu này. Bầu này chắc phải ăn 2-3 bữa mới hết này, lớn lắm. Giờ cắt cái quả này đi, cái là những cái quả khác nó sẽ ra nhanh lắm. Nó sẽ đây. Trời ơi, cái quả bầu nặng lắm à. Nặng lắm nè, nó dài nè. Nó dài chắc gần thước quả bầu này luôn. Ừ. Mang vào ăn thôi. Đây, cầm cho. Đây. Chào các bạn, mình là Ân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Nếu các bạn muốn xem video của mình ra về sau này, mong các bạn nhấn nút subscribe ở dưới nút màu đỏ đấy các bạn. Tạm biệt các bạn.